Xin chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh của chúng tôi ngày hôm nay nha. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một clip em cô bất su này thì nói thật với em là anh em cứ mua về xong đổ dầu ra thị trường này thì anh em cũng không hiểu bất cứ một cái gì cả, muốn thoại thì mình sẽ để cho anh em cứ bốc máy lên mà gọi điện cho mình nha, đừng có ngại cứ gọi đi, đừng nói à, đừng có ngại. Đây là anh em nói khá là ngon ngọt nha. Đó, em quay qua rồi di chuyển rất quay lên nhé. Các bác cứ yên tâm, cứ như là gọi là thế nào nhiều hơn nó xưa hơn khi mà giá về các bác nghe nói thật, các bác cứ đến tận nơi xem máy điện thoại có để trên màn hình cứ gọi thật chứ còn không bằng những cái mặt thật nhiều khi nó không có bẻ nó không bằng này nên là nên mình có hỏi rất là nhiều nhưng mà không bằng nhé, có để ý bởi vì đăng lên xong rồi làm việc khác chứ tôi phải đăng lên mà cũng còn đó mà chờ có không bằng rồi để trả lời đâu, bây giờ khi không có trả lời kịp nên là anh em hết sức không bằng đấy người hết sức và bên mình thì kênh của mình thì ngày đăng 2 video đấy, ngày đăng 2 video chuyên mua bán rồi nhận săn mất là khoảng nói chung là vào mua cũng dạy cái gì anh em có nhu cầu ở Tây Nguyên hay là có nhu cầu săn nó mặt bằng cứ alo thôi mọi người giới thiệu nhé, bạn kéo ở trên kênh mình nhé, cứ phần giới thiệu như vậy thôi. Còn bên dòng máy như này thì mình có để số máy của mình này của mấy anh nhờ mình để trực tiếp ở nghe luôn cho nên là máy để cho anh em tư vấn nhé. Còn tôi sẽ buôn bán thôi, bây giờ đưa cái giá đang hết sức rồi, rất là muốn đưa cái giá lên đây cho video đây mọi người xem video của tôi sẽ mở cho mình một like mình xem chia sẻ đăng ký kênh rất là vui được các bạn có nhu cầu mua máy cứ vào kênh YouTube của tôi tìm nha, bye bye và hẹn gặp lại mọi người video.